Xin chào anh chị em. Tuần vừa rồi thì Tùng có nhận được yêu cầu là nhờ thì Tùng hướng dẫn intro bài Nhớ ơi theo phong cách của anh Chí Tài, kèm theo là có viết tác nữa nha thầy. Bây giờ cái bản tác thì Tùng không có, mà cái bản intro là thì Tùng cũng chưa có viết luôn. Tại vì hồi đó có nghe anh Chí Tài đàn rồi nhớ rồi đàn theo thôi, chứ còn viết ra nốt nhạc thì chưa có viết. Thì luôn tiện thì hôm nay thì Tùng sẽ giúp anh chị, và sẵn thì Tùng viết luôn để sau này có một tài liệu anh em nào mà cần thì Tùng sẽ gửi chuyển cho anh em. Thì trước khi viết thì bây giờ mình nghe lại anh Chí Tài anh đàn cái bài đó sao nha. Trời thôi quên. Nhỏ ơi, Chí Tài. Rồi, ok anh chị em. Này bị hơi ho ho cổ. Rồi, Tùng có nghe anh Chí Tài lần rồi thì đã nghe lại thêm lần nữa cho nó chắc, chứ không thôi biết nó bị sai, nó không giống, nó cũng kỳ. Rồi, bây giờ thì Tùng sẽ viết cái bài này, intro này theo tab guitar pro nha. Rồi Tùng sẽ hướng dẫn anh chị em cách viết đàn luôn. Viết luôn một bài pro thì như thế nào để Tùng sẽ chia sẻ lại cách thì Tùng làm cho anh chị coi. Anh chị em nào mà có cái đam mê về cái viết nhạc này thì nhìn vào đây ha, rất là hữu ích luôn. Đầu tiên ha, vô file nè, rồi anh chị sẽ chọn một cái new drum template mới nè. Chúng ta sẽ chọn là guitar flagship nè. Đó. Rồi, sau đó chúng ta đặt tên. Nhỏ ơi. Nhỏ ơi sao vậy? Sau rồi chúng ta đánh chữ intro intro rồi. Bên này thì chúng ta sẽ ghi tác giả là sáng tác Quang Nhật. Rồi, ok chưa, quá đơn giản. Rồi chúng ta cái này lên đó, những chữ là Nguyễn Xuân Tùng. Rồi, .vn. Ok, vậy là xong ha. Rồi, bây giờ viết bài này á, là nhịp nhịp 3-4. Rồi, chuyển này thành nhịp 3-4. Rồi, phóng to lên xíu, nhỏ quá mắt không thấy đường. Rồi, chỉnh cho nó phát MIDI. Rồi, tempo tempo 80 thôi. Rồi, đầu tiên á, là anh Chí Tài anh đường tấn 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 4 lần hợp âm đúng không? 4 lần hợp âm. Ok, đúng rồi đó. Rồi. Tấm
tum tum tum. Rồi sau đó là qua cái mới. Mi la mi re đô. Rồi tiếp tục là lại la mi la mi si đô. Bắt là tiếp la mi la mi re đô. Rồi cái lệ đô ha. Rồi à, sau đó chúng ta thấy là bỏ lại nghe thử nha. Sao không nghe tiếng đi, tôi coi có tiếng không. Đúng rồi, vô được rồi đó. Đây, chỗ này chúng ta thấy là đây là chúng ta đánh đàn mới có là giai điệu melody thôi, còn thêm phần bass nữa. Chị em đợi thầy thường xíu, không có tay phone cho nên là dễ bị thú tiếng anh chị. Rồi thì Tùng viết bài 2 nha, bài 2 là bài trầm. Đây, bài trầm chỗ này, bát la nè, là chúng ta chuyển qua nốt trắng ha, trắng trắng dôi. Rồi, la luôn, la luôn, la luôn, xong. Rồi chúng ta đợi mà nghe khác đi hả. Đó là cái đoạn đoạn đầu tiên. Phải đơn lại, chúng ta quên quên cái gì rồi. Mi 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 là mi đen ha. Ây chà. Rồi mi rồi re mi mất rồi, sập lá xí mì xong rồi à. Sau đó chúng ta viết về phụ ha. Rồi bây giờ Tùng để cho cái này lên trên một dòng đi cho nó dễ phân biệt. Rồi mi da
chỗ này là hợp âm la thứ là mình được bắt la vô đây. B2. Biết bài nhạc đó nó cũng nhiều vấn đề lắm nha anh chị. Rồi chỗ này là dấu lặng nè. Rồi chỗ này nó là tăng 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 mi la. Rồi mi la. Chỗ sau này dấu lặng nè. Đó. Wow, nhầm. Biết chi ta không biết viết cái đâu này. Rồi đây luôn. Rồi, chuỗi nó này đi. Rồi, rê này lặng à. Là rê là đây là lặng lặng. Rồi son lặng nè, chỗ này là rê son, chỗ này là lặng lặng lặng. Rồi tưng 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 lặng thêm cái nè. Rồi si la do si ta chỗ này bị trùng bát. Chỗ này chế ra cái cho nó khác khác xíu nha. Đô mi đồ đó cho nó khác xíu, nó sợ bị trùng bát anh chị, trùng với lại cái bát điều chính không, nên là trùng làm này. Si đô rê rê là rê đô rê là rê. Ừ.
Viết xong rồi phải nghe thử nha anh em, chứ không thôi là nó lộn nốt luôn á. Sẽ phân bè cho nó lại thêm một lần nữa cho nó dễ nhìn. À, những cái nốt nào thuộc bè bè chính là nước lên trên. Đúng rồi, những nốt nào thuộc bè phụ thì quay xuống dưới hết. Xỉ xuống dưới một chiều thôi. Đây có cái ông này tự nhiên chuyển trên. Rồi, bè tiếp theo. Đây. Chỉ xuống dưới hết. Đó, để chúng ta phân biệt được cái nào là cái nốt chính, cái nào là nốt phụ ha. Nốt chính thì mình đánh mạnh hơn, nốt phụ mình đánh khẽ hơn. Rồi, đây thiếu nốt nè. B2 đi. Đó, B2 nốt là. Rồi, chùi nốt của bè. Rồi bây giờ Tùng à, để cho dễ hơn ha, thì Tùng sẽ đặt cái hợp âm phía trên này ha, cho anh em bấm cho nó dễ biết thế tay. Rồi la thứ nè. Đó. Vào. Thì tắt cái ông này đi. Tắt ông này đi chứ để nó off đi. Off đi. Ồ. Rồi. Đó, xong chỗ là thứ hết luôn nha. Rồi qua đây là thứ nè. Rồi đó, đó. Này là rê thứ. Ây da, nhầm 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 nhầm. Rồi tớ sao trưởng. Này đô trưởng. Tớ là thứ. Rồi thứ đi. Tớ mi trưởng. Tớ là thứ. Tớ
này là thứ luôn nhưng mà ngăn năm nha anh chị, này ngăn năm bây giờ. Nó bị lỗi chứ Phong. Trời ơi. Bị cái giống gì đó mình không cho ra đây. Nó không cho hiện lên. Vô lý chưa? Tùng hiểu rồi. Nãy lỗi Tùng. Bài này về về phụ cho nên là nó không cho xài vào. Thử cái nha. Rồi. Chỗ này Tùng sẽ viết thành một bè bè chính đi mình nè. Rồi lấy bài số 1 nè, mình đặt nút là để đi cho nó có cái nút bắt, rồi chơi luôn trùng luôn cũng được. Đó, đến hồi mình đặt đặt cái hợp âm đó, nó mới nhận chứ nó không nhận. Rồi này mình chơi mẹo mà đó, mình đánh lừa cái máy tính. Rồi bây giờ đặt hợp âm cho nè, đó thấy chưa. Mình đã qua mặt được cái máy tính hồi nãy là chúng ta thấy là nó không cho mình nhắn hợp âm đó do là viết lộn bè. Rồi bây giờ thì tôi sẽ tắt cái mấy cái rồi ăn đi Phương. Xong đó, chúng ta đã có được bài intro quá dữ luôn, lưu lại. Trời ơi từ nãy giờ không luôn intro nhà ơi. Vô rồi chúng ta bắt đầu nghe lại cái sản phẩm chúng ta nha, nghe lại thành quả chúng ta từ nãy giờ làm việc như thế nào. Rồi vậy là xong bài rồi, bây giờ để cho nó gọn hơn nha thì Tùng sẽ lấy gỗ nhịp cuối cùng này chúng ta cho lên luôn đó, thấy chưa. Rồi bây giờ Tùng sẽ đặt đặt ngón tay vào đây ha, xếp ngón tay để cho anh em đàn cho nó dễ. Bàn tay trái nè, rồi anh em thấy nè, là thứ nè, đây số 1 dạ nhầm, giờ này sao nó bị gì vậy ta. Rồi đây số 3 đó, đó số 1 mi này con số 2. Rồi con số 2, rồi rế là con số 4 nha. Đó mi số 2 la số 3 đó. Rồi thì Tùng đưa cho nó khó khó thì Tùng viết tiếp ra đồ rê đồ con số 1 rê ngón số 4 mi fa fa con số 1 rồi. Ở đây là bấm chặn nha anh chị, số 1 đó để cho em biết đây chỗ này chặn
Rồi, ok. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái phần viết intro ha, intro có tab cho bài guitar pro. Rồi, vậy là chúng ta đã hoàn thành xong phần viết tab guitar pro, bài nhỏ ơi phần intro. Rồi, anh chị em nào cần bài này thì cứ nhắn tin cho Tùng nha, Tùng gửi phải gốc luôn cho anh chị, tặng phải gốc luôn để cho anh chị là tập theo này, nó dễ lắm anh chị. Khi mà chúng ta có được cái phải gốc rồi thì chúng ta có thể là bấm bấm tốc độ nè đó, rồi chúng ta tập thôi. Rất là dễ ha, chỉnh tốc độ thấp xuống chậm lại, ví dụ như 60 đúng không, chúng ta chỉnh là 40 50 thôi, chúng ta quen là chúng ta mới tăng tốc độ lên cho phù hợp với lại trình độ của bài nha, yêu cầu của bài. Rồi, Tùng xin chào anh em nha. Xin chào anh em, xin chào anh em. Xin chào anh chị em. Bây giờ thì Tùng sẽ hướng dẫn cho anh chị em là intro bài Nhỏ ơi theo phong cách của nhạc sĩ Chí Tài. Rồi, câu đầu tiên nè. Đầu tiên là cái đoạn mà dạo vần hợp âm. Là bắt là nha, ô nhịp đầu tiên nha anh chị nhìn chỗ ô nhịp đầu tiên á, la mi si đô, qua nhịp thứ hai la mi rê đô ha, rê thì dùng ngón số 4. Rồi bây giờ thì Tùng sẽ đàn lại ô nhịp số 1 và ô nhịp số 2 nha, anh chị bấm la thứ nè, la nhịp số 3 và ô nhịp số 4. Nó giống y chang ô nhịp số 1, ô nhịp số 2. Rồi tôi đợi lại nha. Ô nhịp số 3 và ô nhịp số 4 nè. La mi si đô la mi đô. Rồi đó là cái phần mà bốn ô nhịp đầu tiên đàn hợp âm. Rồi Tùng đàn lại nha, bốn ô nhịp đầu tiên nè, Tùng đàn tốc độ chậm. Ô nhịp thứ nhất nè, rồi sau đó qua ô nhịp số 5, bắt đầu là dạo đàn đó anh chị. Ô nhịp số 5, giai điệu chính của cái phần dạo đàn là mi đô rê mi fa son la son. Rồi từ ô nhịp số 5 qua ô nhịp số 7 nha, đầu tiên là mi nè, mi đô rê mi fa son vút lên la son. Đó là giai điệu chính nha anh chị. Sau khi giai điệu chính mình đàn được rồi thì mình kết hợp bài phụ vô, bài trầm vô nữa. Mi có bát la nè, hai cái cùng một lúc. Mi, rồi chúng ta đàn là dây số 4 và dây số 3. Mi la. Rồi thì tụi đàn lại nha. Mi la đô rê mi fa, chúng ta bấm rê thứ luôn nha. Fa la re la. Rồi tiếp tục là son, úp nào bấm vô nè, son vút lên la son chặn luôn son. Rồi lúc đó ngón tay chúng ta nè, để dây số 5 và dây số 4 thế tay của son trưởng đó, nhìn tay Tùng thấy chưa, son la son rê son dây năm dây bốn đó, ngăn năm hết luôn nha anh chị, nhìn kỹ trong bàn táp đó, son. Rồi tiếp tục là son la nè, vuốt lên si, rồi thả tay về mi bấm đô trưởng.
Rồi thì Tùng làm lại nha, từ ổ nhịp số 7 nè. Son mi la, son la si mi, son do, son do si la, la với do ha. Rồi Tùng dừng lại nha, từ ổ nhịp số 8 nè. Mi son do son do si la, đó do với la chung với nhau. Rồi chúng ta đánh mi do do ngón số 4 ha, ngón số 4 chúng ta chồm lên do mi do la si do re, đó là si do re. Si do re, re chúng ta dùng ngón út nha. Re la fa la. Rồi gần lại từ ổ nhịp số 9 nè, hơi khó nha anh chị. Do mi do la si do re la fa la. Rồi tiếp theo cả thất bại đó. Fa mi, mi thì chúng ta bấm mi trưởng này nha. Fa mi rồi. Dĩ số 3 nó sao thăng nè, chị thấy không? Dĩ số 3 đó, nó sao thăng bấm ngăn 1 nè. Mi si son thăng đô là thứ. Đó, thấy chưa? Từ ổ nhịp số 11 nè. Mi nè. Fa mi si do la, tiếp tục nè. Son la do mi, son la chúng ta giữ luôn. La mi do mi rồi từ Tùng đặt lại từ nhịp số 12 nha. Này nó hơi khó nha anh chị, nó khó cho nên là anh chị phải nghe tới nghe lui cho nó quen, rồi sau đó nghe xong rồi anh chị nhìn vào cái hướng dẫn của Tùng nha anh chị. Ở nhịp số 12 đó, la son la do mi son la. Sau đó ta hát ha. Rồi thì Tùng lần lại thêm một lần nữa nè. Câu nhịp số 12 nha. La son la do mi son la. Rồi bây giờ anh chị nghe thì Tùng đàn từ đầu bài luôn. Rồi anh chị đợi xíu nha, Tùng mở cái bản nhạc. Rồi chị nghe từng đoạn này. Chế lần xíu á, thì cái bài này thì Tùng cũng có nghe rất là nhiều, nhưng mà để chính thức mà đàn mà nó ra cái bài nó ra ship đó, thì đây là lần đầu tiên để Tùng biết ra cho anh em thì Tùng tập, cho nên lúc mà Tùng đàn á nhiều khi nó lộn một vài nốt thì anh chị em thông cảm nha, anh chị em cứ nhìn vào cái ship nhạc nè, rồi nhìn vào cái tab đó và cái Tùng hướng dẫn rồi anh chị sẽ tập theo ha.
Rồi trong quá trình tập thì nếu anh chị mà gặp vấn đề gì khó khăn thì anh chị cứ hỏi Tùng, Tùng sẽ hỗ trợ anh chị trong thời gian ngắn nhất. Và nhớ là anh em nào mà cần cái tab nhạc, cái sheet nhạc in ra cho nó dễ đó, thì anh chị cứ để lại bình luận bên dưới nha, hoặc là vào nhóm guitar kết nối đam mê của Tùng á, rồi Tùng sẽ gửi cái file vào đó anh chị tải về và anh chị tập cho tiện hơn. Rồi khi mà tập xong á, anh chị nhớ là anh chị chia sẻ video của mình, cái quá trình tập của mình vào trong cái group nhóm Facebook á, guitar kết nối đam mê của Tùng, là để cho anh em là tham khảo, rồi mọi người cùng chia sẻ cái quá trình học tập của chúng ta, để cho chúng ta có một cái cộng đồng, chúng ta có một cái môi trường chúng ta học tập tốt hơn. Bài Tùng phải nhìn vào đó coi thì coi là cái hiệu quả của anh chị học tới mức độ nào rồi nha anh chị. Đừng có ngại, chúng ta đang tập mà, cứ chia sẻ ra, rồi có gì thì Tùng sẽ hỗ trợ cho anh chị. Rồi Tùng xin chào anh chị và hẹn gặp lại anh chị trong những bài giảng tiếp theo. Chúc mừng anh chị đã xem hết video của Nguyễn Xuân Tùng. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, anh chị bấm vào nút hình quả chuông để khi có video mới thì chúng tôi sẽ thông báo cho anh chị biết. Hoặc anh chị có thể xem những video tương tự trong phần gợi ý phía bên trái hoặc là bên phải của màn hình. Xin chào anh chị.